Ok, hello, mình chào anh em nhá. Chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mình vào bắt cầu tài xỉu cho anh em nhá. Con 68 game bài này thì bây giờ nó đang rất là hot anh em ạ. Cả về cái vấn đề mà nó quảng cáo hay là cả về vấn đề mà cầu kèo của nó. Mọi người đánh giá rất là cao con game này anh em ơi. Đấy, đánh giá một là cái vấn đề nạp rút của nó nhá, rất là nhanh này. Hai nữa là nó cũng có rất là nhiều sự kiện, nhiều gọi là thưởng các thứ ấy. Đấy, mới đây thì nó cũng vừa mới ra một cái event gọi là nạp tiền là sẽ được khuyến mãi 100% đúng không? Mình thì không biết là cái công ty này có thật hay không, nhưng mà mình mới nghe ngóng được nha bạn. Hiện tại là mình nạp thì vẫn chưa vào được tiền đâu, nhưng mà mình nghĩ là sắp tới nó sẽ có thật đấy. Tại vì con game này nó rất là uy tín. Đấy. Nó tạo ra cái này thì khả năng là thật rồi anh em ơi. Mình gọi là mình mới thông tin được thôi. Nhưng chưa biết là bao giờ nó sẽ làm ra anh em ạ. Đấy, 10 tỷ tiền hũ này. Ngon phết nhở, 5 năm ra 1 anh em ạ. Ok, thì hôm nay mục tiêu là sẽ chốt lãi nhá. Cho nên là mình cũng sẽ không nói nhiều về 68 cái bài này nữa. Sẽ tiếp tục vào mà dã thôi anh em ơi. Gọi này thì thật ra là nếu mà anh em mà suy nghĩ về cái cầu mà 1-1 hay cầu bệt ý, thì mình sẽ thấy rất là ok. Tại vì là bây giờ nó cũng đang xu hướng gọi là cầu bệt rồi anh em ạ. Bốn nước tài và còn gì nữa. Tại mình đang cầm 80 củ, 79 củ, coi như 80 củ đi. Thì nó rất là nhiều cho nên cũng không phải sợ về cái vấn đề vốn đâu anh em ơi. Mình sẽ đánh tầm 10 củ một tay nhá. 10 củ một tay còn được chứ. Mình thấy còn ít đấy nha mọi người, thấy còn ít đấy. Bình thường mình cầm có 50, 20, 30, 40 ấy, mình có đánh tầm 10 củ một tay rồi. Tay này đánh có 10 thì nó rất là thoải mái. Đúng không? Không phải nhiều đâu anh em ơi. Và mình nghĩ là trong con game này thì mình sẽ đánh thêm tầm 8 tay cho anh em. Sau đó mình nghỉ nhá. Kẻ đầu tiên luôn này. Có vẻ là đánh có 1-1 là không ổn rồi. Thôi chuyển qua 10 năm đi. 10 năm hy vọng là còn dây. Ôi hết dây luôn à. Con rồng xanh kia nó đang có hũ là 10 tỷ, mình thấy tỷ lệ nổ cao nên mình gọi là định là spam đánh thử. Nhưng mà mình nghĩ lại là không nha bạn, mắt đầu tiên đen thế thì thôi, khả năng cao là bỏ. Không phải tính nữa, nếu mà còn có cảm tình hay là còn muốn đánh thì gọi là vào thử tay hay tay. Đấy, hiện tại vẫn phải bắt con 10 năm này đã anh em ạ. Còn tầm 60 nhá, 59 nhưng mà 59, 60 gì đấy. Bê rồng xanh thì sao? Đấy, ra xỉu luôn thì chịu rồi anh em ạ. Đánh tài anh em ơi, đánh tài. Thôi, thế thôi. Chắc là mình vào tầm này là quá nhiều rồi anh em ạ. Bởi vì là một con nhé. Mình vào tầm có chục củ như này thì nó thực sự là rất là nhiều. Tại vì là mình vào cả hai bên anh em ạ. Đây, thầy ăn này. Đồng xanh cũng kê rồi đấy. Nào, 1, 2, 3, ô rồi, ok. Ăn tiếp anh em ạ. Ở tầm này 88 củ à? Gần 90 rồi anh em ơi. Ngon nhỉ? Nó, nhưng mà nó chưa mất tầm 2 củ tiền chi phí của mình em ạ. Thôi thì cũng phải chịu thôi. Vì ăn thì nhà cái người ta sẽ lấy cái tiền chi phí người ta là bù vào tiền nếu mà người ta thua ấy. Đấy. Kệ anh em ạ. 41 giây nữa sẽ con mới này. Con mới này ra thì mình vẫn chưa biết là sẽ đánh gì đây. Chỉ biết là tay này sẽ vào xỉu thôi. Còn trường hợp mà tay mới ra thì vẫn chưa biết là như nào anh em ạ. Mình nghĩ là sẽ đánh tài. Tầm này 12 củ nhá, hợp lý. Mình sẽ hơn 500k nữa thôi anh em ơi. 500 nữa thôi. 12 củ là hợp lý thì nó sẽ lên tầm 100 triệu. Yeah. Ừ, con rồng xanh này đánh xỉu là hợp lý này. Tôi đánh chục luôn cho anh em nhá. Thật ra là cũng không phải đánh đâu, nhưng mà nó kệ, thấy đang cầu 1-1 đẹp quá thì vào thử. Ui giời. Chết luôn anh em ạ. Rồi ôi. Đây này. 90 thì mạnh nhẽ là ăn rồi, nhưng mà bên đồng xanh kia lại báo quả gãy luôn anh em ạ, thì chịu rồi. Đây bằng 3 tay rồi nhỉ. Mình tính là mình được 3 turn rồi đấy. Đánh lên tầm 4 turn nữa không nghỉ thôi. Nha, bên đồng xanh thì tự nhiên báo phát anh em ạ. Đánh xỉu tiếp nha. Không tin là không ra được nữa anh em ạ. Thì nếu mà anh em theo xu hướng hiện tại của 10 năm thì anh em sẽ đánh tài tiếp. Rồi mình theo nhá. Thật ra là bây giờ cũng chưa biết phải đánh như nào, cho nên là cứ hiện tại là cứ theo đi đã anh em ơi. Nó ra cầu mới thì anh em bắt cầu mới, đúng không? Có rất là nhiều cách để chơi mà. 8 này, 11, 13. Đấy. Đẹp luôn chứ còn gì nữa. Đánh một con xỉu, tầm này là một con tài là cũng hợp lý luôn anh em ạ. Con xỉu một con tài bên này luôn. Cả hai bên đầu bú nhá. Vác 50 phát này. 1, 2, 3, 4, thì ăn này. Ok. Ăn rồi nhá. Thêm này nữa anh em ạ. 2 phát 50. Ok, ăn được rồi anh em ơi.
Này cũng lại căng phết anh em ạ. Rồi đấy, bắt đầu thấy ok rồi đấy. Còn tầm 3 tương nữa là mình sẽ ok, mình xong game anh em ạ. Đấy, ăn thông đúng không? Tuyệt vời hơn gì nữa. Nói chung là tối qua là cũng à không, sáng nay anh em ạ, sáng nay tầm 4 giờ sáng cũng vào mình chơi thử với tay ấy. Thì cũng ăn được tương đối. Tối tầm 10 giờ bắt đầu mình vào lại mình chơi này. Lãi đúng không? 1, 2, 3 tay bên 10 đang ăn này. Bây giờ dòng xanh là mấy giờ đây? Dòng xanh là có cũng có 1, 2, 3, 4, 4 tay thì 2 tay ăn 2 chết. Ok, không sao, không sao. Thì tổng 4 bên này tổng 4 này, với cả bên này là tổng mấy? 1, 2, 3 là 7 này. 7 bên này 3, bên kia 2 là 5. 5 trên 7, úi dồi ôi, tỷ lệ ăn quá cao luôn đúng không nhỉ? Thôi thì tay này 10 củ tiếp. Đúng không? Thế mà dã nhỉ mời. Nào, 50, 50 này. Ui, thua luôn tay này anh em ơi. Bắt đầu nó phá rồi. Rồi, thôi đánh thêm tầm 2 tay nữa không nghỉ nhá. Tay này mình không kịp vào anh em ạ. Mình nghĩ là mình sẽ đánh thêm tầm 2 tay nữa không nghỉ thôi. 10 năm rồi, ở đây. Đấy, chán nhỉ. 2 tay nữa. Cũng được nhỉ anh em ơi. Bảo nói thật với anh em là mấy con game như kiểu 68 game bài này thì cầu kèo nó sẽ lặp đi lặp lại rất là nhiều, cho nên là anh em nào mà có kinh nghiệm chơi lâu rồi thì cũng rất là ngon nhá. 10 củ vẫn xỉu nhỉ. Hợp lý chưa? Mình cái này vốn tầm 80 ấy, mình lấy lên tầm 101, 102 mới hợp lý. Lãi tầm nửa nửa vốn đấy em ạ. Nào, tay này thì nó sẽ rơi màu con xỉu này. Đấy, ok. Chuẩn rồi nhá anh em ơi. Thêm tầm 2 tay nữa nhỉ? Hay là 1 tay nữa anh em ơi? Mình tính là mình sẽ chơi thêm tầm 1 tay nữa thôi. Nhưng mà nếu mà anh em muốn, nếu mà tay sau mình còn ăn được ấy, thì mình sẽ chơi thêm 1 tay nữa anh em ạ. Rồi, con này sẽ vào tài tầm 12 củ đi. Thua thì để lại 97 tiền lãi luôn. Thắng thì ăn nhưng mà không thì thôi. Ok chưa? Đấy. Thật ra là mấy cái cửa như thế này thì mình cũng khá là phân vân đấy. Khá là phân vân đấy các bạn. Tầm này vào tài thì hơi run đấy, tại vì mình cầm tiền cầm vốn thì cũng ít đấy. À không, cũng nhiều nhưng mà mình ăn lại không nhiều ấy. Cũng là ít đấy, ít lại nhỉ, nên là cũng hơi lo. Tay có 3 giây này, đéo kịp vào, tôi bỏ đi. Ủa lại tài tiếp à? Ủa thế này cút này, chán nhờ. Nếu mà cút thì khả năng cao là sẽ phải thêm một tay nữa thôi. Hay là nghỉ đây anh em ơi. Tỷ lệ ăn quá cao luôn nhưng mà thế nào là vào mấy tay cuối nó hơi đen anh em ạ. Thôi thì nếu mà đã không được ấy thì là mình sẽ vào bên dòng xanh mình chơi anh em ạ. Con này thích hợp một con xỉu luôn, tầm 13 củ hợp lý đúng không nhỉ? 13 là sẽ lên tầm bao nhiêu? Là nó sẽ lên tầm 110 à? Đúng không? Càng quá anh em ơi. Thật là bây giờ cũng rất là phân vân. Một là nghỉ này, hai là chơi tiếp. Nghỉ thì bây giờ vẫn có lãi, mà chơi tiếp thì cũng sẽ vẫn rất là ok. Tại vì là ấy nhá, cầu đó bây giờ vào form như này cũng rất là có thể nó sẽ ra một con xỉu nữa. Thôi thì mình sẽ đánh xỉu nha anh em ơi. Ta đánh 20 đi, 23 anh em ạ. Đánh nhiều vốn như này thì cũng khá là run. Ui, gãy luôn à. Thế đi hỏng keng anh em ơi. Nếu mà thua này thì vẫn phải đánh tiếp thôi anh em ơi. Ai chà. Thật sự là hôm nay là mình chơi thì cũng ác đấy anh em ơi. Rất là căng. Bây giờ hiện tại là vẫn đang lỗ cho nên mình vẫn phải đánh tiếp anh em ạ. Mấy xu hướng là đang lãi là ngon rồi thì không nghỉ luôn rồi, giờ vẫn phải khổ sở để đánh tiếp cả cả bên này anh em ạ. Sẽ vào một con hay là hai con đây? Ui rồi, khá là phân vân anh em ơi. Tỷ lệ ăn đang cao nhưng mà mình thua mấy tay chốt đấy, thế là mình không còn tiền đâu anh em ạ, lỗ luôn đấy chứ. Tầm này 20 củ này, bên này là tầm 10 củ nữa nhá, 4 củ đi anh em ơi. Cả hai con nó ra sẽ cùng một lúc nên là mình cũng không biết là nên ăn con nào trước anh em ơi. Thôi mình cứ thử mình ấn này, nếu mà nó lên tầm 50 củ ấy, thì sẽ ăn này. Ồ bên này ăn này.
Vẫn 68 à. Bên này gãy ăn này, còn bên này gãy nhưng mà bên này 20 rồi gãy luôn anh em ơi. Căng quá nhờ. Đánh tiếp thôi chứ giờ biết sao. Vẫn đang lỗ anh em ạ. Thế nên là chỉ chơi được một con thôi. Bên dùng xanh vừa ăn xong này. Khá là vân vân anh em ơi. Đây là con xỉu 10 nhá. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang có xu hướng là cầu 1223. Mẹ cầu này không phải là cầu chuẩn rồi anh em ơi. Đến tầm cuối game thì rất là khó nhưng mà mặc dù mình đã bảo là mình sẽ đánh tầm 7 tay 7 8 tay rồi nhá. Nhưng bây giờ nó sẽ phải lên tầm chục tay rồi anh em ạ. Quấn quá rồi đấy chứ. Ok. Hiện tại này mình sẽ vào tầm 30 củ, 40 củ đi. Con bên M5 là cái tỷ lệ ăn rất là cao. Xỉu anh em ạ. 4 tay sẽ là 5 tay 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 5 anh em ơi. Đấy, ăn này. Con này không kịp vào anh em ạ. Thôi thôi, bỏ đi. Đang định vào xỉu đấy nhưng mà không kịp anh em ạ. Thôi được rồi. Ok, cuối cùng cũng đã chốt được anh em ạ. Cái quả lãi này thì nó hơi khổ một tí nhưng mà hơi gọi là hơi nặng, gọi là hơi lâu một tí nhưng mà vẫn có lãi anh em ơi. Đấy. Nói chung là cũng được rồi anh em ạ. Bắt cầu thì hiện tại là bây giờ mình thấy cầu kéo rất là đẹp. Nên là anh em nào mà đang âm tiền hay là đang muốn kiếm tiền ấy thì có thể vào trải nghiệm để kiếm tiền nhá. Thì bây giờ mình sẽ tạm dừng cái video ở đây thôi. Video rất là dài rồi anh em ạ. Ok. Bye anh em nhá.